cái số lượng xương mà mình ninh hàng ngày đây hả anh? Xương ninh hàng ngày, bước này là bước luộc nước đổ đi. Chỗ này đến 30 cân xương không anh? 70 cân. 70 cân à? Wow. Xương gióng, xương ống này còn có xương sườn. Tất cả các loại xương. Ninh với số lượng xương nhiều như này thì nồi nước dùng nó mới ngon, nó ngọt. Chính xác. Đây là cái này là mình đã luộc xong rồi. Đã luộc xong rồi đây. Thì miếng gầu là như này. Ui, miếng gầu vàng. Đấy, vàng gầu giòn. Rồi các miếng lạm thì mình sẽ quấn như thế này. Cuộn vào chặt như này nó sẽ ngon hơn này. Nó không mất nước. Không mất nước mà nó sẽ không khô. Đấy. Này mà khi ấy thì mình lại cắt đôi ra mình hai. Cắt đôi để cho nó bỏ cái dây này ra cho dễ. Đấy. Vẫn còn tươi hồng. Mình phải chọn các cái kiểu quấn để cho nó dễ cắt ra để dây cho dễ thôi. Phải cẩn thận không để sót đấy cô ạ. Để làm sạch sẽ chứ. Rồi luộc xong cái này là phải cho vào cái tủ lạnh ấy, cứng lại. Nó định hình thì mình ngon. Thái nó dễ đúng rồi. Cái này thì cô có thái bằng máy không? Có. Nhưng mà cái này thái tay cho nó mềm. Vâng. Cô thế là nhà mình bán phở tới nay được bao nhiêu năm rồi cô? Hơn chục năm rồi. Cô em nó cũng bán lâu rồi nhưng mà nó chuyển nhà, nó ở lên phố bán rồi. Vâng. Thế là cái địa điểm này ở đây là nhà mình chứ hay nhà là mình. Nhà rồi. Mình. Thế thì tuyệt vời quá, không phải đi thuê là tuyệt vời nhất rồi. Đúng rồi. Gầu rất ngon. Về cái thời gian bán hàng nhà mình ở đây hàng ngày là bán như nào cô nhỉ? Có nghĩa là buổi sáng là tầm là phải 4 giờ nó phải dậy rồi. Vâng. Nhưng mà chúng mình cứ mở lên được khoảng 5 giờ thì mình mở cửa ra bán. Vâng. Đấy. Tức là mấy giờ mình nghỉ? Độ khoảng phải tầm 2 giờ. 2 giờ chiều ạ? 2 giờ chiều. Nó thật ra mà nói là nhà mình đây đúng là không thuê mướn gì. Vâng. Cho nên là bán là khách quen buổi trưa thì bán cơm rang mà. Vâng. Ở đây thì nhà cô có cái không gian rất là rộng luôn. Ngoài này cô kê được khoảng tầm 9 cái, 8 cái bàn rất là to. Đây ăn vãn rồi. À, bên này nữa, sân bên này nữa thì thoải mái luôn các bạn. Có lõi, có bắp. Vâng. À, rồi là khách người ta thích đặt ăn các cái đuôi ấy. Vâng. Các cái đuôi. À, đuôi vẫn có hả cô? Đuôi, người ta ăn lẩu đuôi. Khách đặt ăn lẩu đuôi là cũng nhiều mà. Vâng. Có nghĩa là các cái ngày này người ta ăn quen rồi là người ta cứ đặt lồi lẩu ấy. Một ngày cũng phải bán được độ khoảng. Thì đấy là nói chung là cũng phải là khách quen người ta biết người ta đặt. Hầu như khách quen cũng phải bán được mấy chục lồi lẩu đấy. À thế ạ. À. Thế là tuyệt vời của còn rồi. Đúng rồi. Tương đương với một số nhà hàng nho nhỏ rồi. Đúng rồi. Thậm chí còn hơn đấy cô ạ. Bán phở này thì nó cũng bình thường thôi. Vâng. Nhưng mà cháu đến đây là cháu thấy là nhà mình có cái gân đế than nhá. Nó tươi cô ạ. Đúng rồi. Chỉ có nhà này mới có cái gân đế than. À. Căn bản là thật ra mà nói nếu mà như các chú mua ở ngoài chợ không có đâu, bởi vì các nhà hàng chúng tôi nhiều là chúng tôi lấy hết rồi. À vâng. Đấy, lấy hết cái gân đế than rồi. Cho nên không thể có cái gân đế than để ngoài đấy ăn được. Vâng. Đấy. Thế cháu cũng đi ăn nhiều ấy, là ít thấy các cái quán phở người ta có cái gân đế than đấy. Đúng rồi. Ăn cái đấy thì nó vừa nạc nhưng mà cái phần gân thì ăn nó vừa giòn vừa mềm. Vừa giòn vừa mềm đúng rồi. Có phải gân đế than phải lấy mấy ấy mới đủ. Mới đủ bán đấy. Nhưng mà cái đấy là nó không có nhiều đúng không? Không có nhiều. Cái đế than nó không nhiều. Kể cả cái lõi rùa cũng không nhiều. Vâng. Đấy, cái lõi rùa nó chỉ một con bò nó chỉ có hai cái lõi. Vâng. Đấy. Nhưng thực tế là mình bán đây là bán cái lõi mà bỏ lõi theo kiểu đúng lõi đấy, chứ còn vâng. Bán người ta bán cái khác thì mình không bán. Đều khách quen rồi. Vâng. Đấy, mình chỉ lấy được khoảng vừa vừa thôi để mình bán thôi. Nhưng mà cái đấy thực ra nó đắt. Vâng. Người ta cũng ăn ít. Cháu tưởng cái gân đế than thì nó rẻ chứ không? Gân đế than thì bình thường thôi, nhưng mà cái bắp ấy, lõi cũng đắt. À, lõi bắp thì tất nhiên rồi, lõi bắp nó đắt rồi. Nó đắt, chủ yếu là bán các cái phở bò tái chín này. Vâng. Đấy, thịt tái như nhà này lấy tươi ngon này. Vâng, tái thì cháu nhìn thấy nó tươi, dẻo dính rồi. Này, dẻo dính, đấy. Này là mình cũng lấy lò mổ mai động chứ cô? Không. Lấy phải đúng kiểu gọi là bây giờ người ta phải có an toàn thực phẩm ấy. Gọi là mối hàng quen thân đấy ạ? Không, chị lấy phải có công ty có mối hàng an toàn thực phẩm. À. Có tem mác đầy đủ, an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đầy đủ. Chứ vâng. Không bán hàng chợ. Thực ra là cháu thấy là ở lò mổ Mai Động là cũng là toàn là những cái lò mổ. Bây giờ người ta đuổi hết ra ngoài rồi. Vâng. Đấy, có nghĩa là có lấy lò mổ nhưng mà người ta phải có là công ty. À. Kể cả bánh phở, bánh khích nhà chị cũng lấy luôn đủ tem mác an toàn chuẩn chất lượng. Gầu với nạm là cô để mỗi bên một nửa. Bốc cho nó dễ. Cứ hết một đĩa thì mình lại bốc ra. Đấy.
cứ hết một khay như này thì mình bốc dần ra cho nó ngon, cứ thái cho nó mềm mà. Thái nhiều quá nó khô. Đúng rồi, thái nhiều quá nó khô. Bởi vì mình thịt mới luộc bỏ ra cho nó vừa mềm vừa tươi. Vâng. Cái gân thăn trần thì chỉ vớt được ngay mà. Này. Đấy. Cái này thì là nó mềm hơn cái gân kia. Đấy, nó để thăn chín là được chị nhỉ? Đúng rồi, mà cái này nó ít hàng lắm, thành ra bán rất hàng lắm, chỉ một lúc buổi sáng là hết thôi, không vâng. Bao giờ còn trưa đâu. Cái này thì các bạn ạ, mình đã ăn cái này rồi, cái phần gân thì ăn nó mềm mềm xong rồi nó lại giòn sần sật bên trong. Đấy, đấy. Ăn lại rất thơm luôn. Nó không như cái gân kia. Cái mỡ gân này thì nó không ngấy. Hai bố con cho lấy nhiều bánh, 40. Đấy, như ban này chị làm là ban này là bao nhiêu tiền đấy chị? 50. 50.000. Anh ơi cho anh Hồng cho em. Bình thường là bán được 30.000 gì? Rồi ok, của anh Hồng, đây là của anh Hồng. Tức là giá như mình ở đây trung bình là 35.000 một bát. Vâng ạ. Cho em thập cẩm. Như bát này là bao tiền đây chị? Thập cẩm của bác ý. Thập cẩm của bác ý. Tái gầu. 35.000. Đây 35.000. Thập cẩm, tái lạng gân. À, cô cháu nó ăn gì? Đây là tái, mình thái bằng máy, đâm ra nó cũng vụn vụn đúng chị? Không, đây là băm trẻ con. Băm trẻ con. Đây, quan sát một chút cái nồi nước dùng của chị đây. Nước dùng này là mình trần trứng lòng trắng thì bao giờ nó có bọt. À, đấy ạ. Trần trứng cả lòng trắng ấy. Vâng. Thì bao giờ chị không trần nó riêng ra cho nó đỡ phải... Không, trần phải trần với lúc phở ngon chứ ai trần ra ngoài. Nó lại hết cái bọt đi là nó hết, là nó trong ngay mà. À, vâng. Ở đây là trong này chị luộc đăng kia là miếng gầu đúng không? Gầu lắm. Luộc hai mẻ, sáng một mẻ rồi, giờ một mẻ nữa. Bảo ra ăn mà chưa không thấy ra. Đã thấy đâu? Dạ. Nhà trên trên phố. À thế ạ? Ở trên nào? Chú là trên phố là chú ở chỗ nào? Ở Bạch Mai mà cái chỗ ấy là đông kinh khủng luôn. Tức là nhà mình ở trên Bạch Mai. Như là tôi ở ngay phố Phương Mai mà bệnh viện có 6-7 bệnh viện, bao trường đại học ở đấy. Nhưng mà tôi xuống công tác ở đây. Chúng tôi tìm mãi mấy cái mỗi cái hàng quán này coi như là. Bác lại thí thưởng bác lại xuống. Thực ra là ở đây là vẫn là kiểu đất quê. Bây giờ ông bác lấy rồi, lấy dấm tỏi rồi. Vâng, chấm tỏi. Anh ấy bảo chốt vào ăn. Chốt lại cuối cùng là ăn ở đây. Nói chung là sạch sẽ. Và riêng cái chế tinh thần đáy đầu cũng tốt. Vâng. Nói chung là giá cả. Vâng. Thực phẩm con nói chung là cả tươi. Nói chung là tươi. Tươi sống. Cháu cảm ơn chú nhé. Thao mới lại gì là đều ăn gì hết à? Phở tái nhé. Hai đứa đều phở à? Ok rồi. Anh ơi, cho cái chú gì đấy, cá trứng đấy. Tính như ngồi sau, Thao thật ngồi sau. Ok. Ấy, thả chút hành ở đây. Hành đây được không? Khách thích thôi. Đấy, có khách thích thôi. Ok, có người thích, người không. Đây là gầu. Cái này thì thường mình ninh trong khoảng bao nhiêu lâu thì được hả? Chỉ một tiếng là chín mà. À. Thịt tươi chỉ một tiếng là chín. Đây là vâng. Mình lấy về là mình luộc luôn, chỉ một tiếng là chín. Rửa sạch đi xong cho vào nồi luộc. À, vâng. Tức là cái này là mình tươi nên mình không cần phải ngâm gì chị nhỉ? Không, tươi là mình phải gì chứ ngâm nước thì nó lại nhợt nhạt nhạt. Nạm là nhà chị quấn, quấn cho chặt là kiểu dạng như bắp giò ấy. Vâng, đấy. Này nó không bị mất nước đúng không? Cái này hàng ngày thì chị luộc cái gầu với lại cái nạm này có nhiều không chị? Khoảng tầm 10 cân, 15 cân thì thứ 7 chủ nhật thì nhiều hơn. À, vâng. Anh cho em một gân gầu này. Vâng. Cái trần thịt này mình trần giả môi. Thịt bắt lào giả vào môi đấy. Vâng. Không... Xong thì hành rau như này chị vẫn cho thêm một nhúm hành nhúm mùi ta lên trên ạ. Mùi ta mới thơm lá. Vâng. Nhà bán phở nhưng tại sao lại vẫn đi ăn phở chỗ khác các bạn? Ra là mình muốn đi ăn trải nghiệm càng nhiều, đi càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều thì mình sẽ có thêm nhiều các cái kinh nghiệm hơn để mang lại những cái tinh túy nhất về quán các bạn ạ. Đấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn quán là phở bò, bún bò. Đây là số 2, phố Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam. Thì tại sao mình lại giới thiệu quán này? Bởi vì là mình hay đi ngang qua đây và mình thấy quán này rất là đông luôn. Buổi sáng cũng đông và buổi trưa cũng đông. Thì cũng là tò mò một chút vào ăn trải nghiệm một lần rồi và mình xin phép là giới thiệu các bạn biết cái quán này. Ra là nó cũng ở vùng xa thôi, nó không ở gần. Nhưng mà nếu như bạn nào mà có dịp đi ngang qua đây hoặc là các bạn đi cầu Thanh Trì mà ra quốc lộ đi về Lạng Sơn hay đi Hải Phòng, đi về Hưng Yên, Hải Dương gì đấy thì các bạn
đi ngang qua đây các bạn buổi sáng các bạn có thể ghé qua đây ăn cái món này cũng rất là lạ đấy. Đây các bạn ạ, quay xong thì mình cũng gọi một bát là tái gầu gân đế thân các bạn ạ. Bát này có giá là 50.000 các bạn nhé. Thì ở đây thì họ bán có 3 mức giá là trung bình là 35.000. Và nếu như mà tái lăn hoặc là đế thân này 6 lăn thì là sẽ có giá là 40.000. Còn bát đặc biệt đầy đặn luôn là 50.000 các bạn nhé. Đấy, và các bạn ăn như nào các bạn yêu cầu. Thì các bạn thấy ở bát phở ở đây anh chị làm là ngoài cái hành mà cho vào trong bát phở thì anh chị lại còn cho thêm cả cái mùi ta và hành củ trẻ trên này nữa, rất là nhiều rau hành luôn và cả húng láng nữa. Đây các bạn quan sát cái bát của mình rất là đầy đặn luôn đấy, nhìn rất là nhiều thịt luôn các bạn ạ. Đây phở đây, nước dùng ở đây thì nó có một cái chút cái màu đục đấy các bạn. Cái đục này là do là vừa luộc thịt vừa làm nước dùng để bán và cộng với cả nước ninh xương nữa, thế là chị cứ đổ cái nước cốt ninh xương vào trong cái nồi nước luộc thịt. Bán như vậy thì lúc nào cũng phải sôi liên tục thì cái nước phở này nó cũng sẽ đục theo như vậy. Như cái video trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn là không biết là các bạn nào, nhưng mà đối với bản thân mình thích ăn cái nước phở nó phải hơi có một chút đục đục này. Đây, mời các bạn nhé. Nước dùng nó thơm cái vị thịt bò các bạn. Căn bản ở đây chị luộc ngay cái thịt bò trong cái nồi nên là nó dậy lên rất nhiều hương thơm của thịt bò, đặc biệt là nó không bị gây. Và nước dùng này nó có cái vị ngọt, nhưng mà cái ngọt này ngoài cái vị ngọt của xương thịt thì vẫn có cái vị ngọt của mình chính nữa các bạn nhé. Đây chứ không hoàn toàn là vị ngọt của xương thịt không đâu. Còn nước dùng đấy đậm đà, mình thấy rất là đậm đà, nó ngậy này. Các bạn thấy tương ớt này, chữ tự xay đấy, có rất là nhiều hạt luôn, nhìn có vẻ là cay, khá cay đấy. Mời các bạn nhé. Mình ăn phở mình hay gắp vào thìa này xong mình múc một chút nước để ăn vừa cả nước vừa cả bánh phở này. Cái rất là mềm luôn. Đấy, nước dùng là vừa vặn rồi, nhưng mà ăn phở bò là phải có một chút mắm, bao giờ nó cũng sẽ dậy mùi và thơm hơn. Đây các bạn nhìn tái này. Tái ở đây thì nhà chị thái bằng máy, cho vào máy thái nên là cái miếng nó cứ vụn vụn, nó cứ vụn vụn kiểu này này, chứ nó không thành một miếng to đâu. Ăn thì nó rất là mềm, nhưng mà nếu mà để mình thích theo kiểu cái tay hơn, ăn bao giờ nó cũng có cái, nó không bị nát cái cơ thịt ấy, nên là ăn nó còn có cái độ giòn giòn của cái phần thịt tái. Nhưng ăn cái này thì nó cứ, nó chỉ mềm thôi các bạn. Ăn gầu này nó sướng ngậy. Tươi và thơm. 35.000 rất là nhiều thịt. Mình vừa ăn miếng gân này các bạn. Cái quán ở đây đặc biệt là có cái gân đế thăn này. Cái này thì thực ra là mình thấy có vẻ là mua nó cũng rẻ, nó không đắt lắm, nhưng mà nó lại không nhiều và cũng không có nhiều quán sử dụng cái gân đế thăn này. Ở đây thì nó có một chút cái nạc mà mình, mà khi người ta lọc ra từ cái phần thịt thăn ấy. Những cái gân này nó ăn nó lại rất là mềm, ăn nhai vào bên trong thì nó lại có một chút giòn sật sật các bạn. Nước dùng đấy rất là đậm chất xương thịt đấy. Rõ ràng ở đây nó thuần tự nhiên, hoàn toàn là cái hương thơm của xương thịt thôi, không có một chút nào, mình gần như không cảm nhận được có một chút nào là quế hồ trong này luôn, hoặc là có nhưng mà rất ít, mình không cảm nhận được. Và cái đặc biệt ở quán đây là chính là cái gân đến ăn nhừ, là các bạn đến sớm thì gọi cái món này, còn
đến muộn một chút là sẽ không còn đâu. Đấy các bạn ạ, thì đấy là tất cả những cái chia sẻ của mình về quán phở ở đây. Cái mà mình thích nhất đấy là chính là cái gân đế thăn. Cái gân đế thăn này thì không nhiều các bạn. Chính vì thế mà mình ít được ăn cái này nên mình thấy lạ. Ăn rất là thích luôn, thích miệng luôn các bạn. Nhai như kiểu là mình nhai vào nó đọng lại ở trên cái hàm răng của mình, xong cứ nhai một chút. Càng nhai càng ngon các bạn ạ. Đấy thì đấy là tất cả những nhận xét của mình nhé. Còn bây giờ mình xin phép dừng video đây để thưởng thức hết cái bát phở này và để cho bạn cameraman còn ăn nữa. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong video kế tiếp nhé. À và các bạn đừng quên là ấn cho mình một nút đăng ký để theo dõi những clip mới nhất từ Việt Food các bạn nhé. Chào các bạn.